siêu chất với xe tải cũ HD72 2010 chất lượng giá rẻ. Và xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Hưng Chuẩn Ô Tô nha. Hôm nay em sẽ báo giá cho các bác tiếp tục một dòng sản phẩm HD72. Mà có thể nói là dòng này mà cứ về đến bên em mà chưa được 2-3 ngày là lên đường coi nha. Đấy, thì hai em HD72 em vừa bán hôm qua các bác nha. Đây, bây giờ còn một em HD72 đời 2010. Có chiều dài thùng là 4m9 và chiều cao là 3m rưỡi nha. Em này thì nói thật mấy các bác là cũng không phải bàn về chất lượng luôn. Xe đẹp, không lỗi, không đâm va tai nạn, máy móc nguyên bản, thùng bệ thì mới rồi. Nên là em này là các bác chỉ được bàn về giá thôi nhá. Đấy, tất cả sơn si đẹp hết này. Đấy, sơn zin các bác nhá. Có kêu con cốc luôn này. Xe đẹp, khám dài, khám đến tận tháng 3 năm 2021 các bác nhá. Lốp thì còn mới đến khoảng 85-90% cơ. Nên là em này các bác về là chỉ phải kiếm tiền thôi, cũng không phải là làm gì nhá. Đây, thì em này đấy, các bác có thể thấy đây. Xe rất là đẹp nhá. Tất cả chủ xe giữ gìn rất là tốt. Nội thất này, từ ghế ghiếc cũng được bọc biếc rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp nhá. Đấy, còn trong nội thất này thì trần giếc thì bọc hết rồi, đẹp hết rồi. Cái này thì các bác không phải bàn về chất lượng luôn. Xe cam kết không lỗi nhá. Bác làm mà thiện chí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình, hoặc có thể xuống trực tiếp salon Giản Ô Tô tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên để tham khảo trực tiếp về xe nhá. Còn bây giờ thì sẽ đi đến cái phần thùng. Thùng bệ thì đấy, thùng bệ mới đẹp rồi nhá các bác nhá. Nên là em này chỉ có bàn về giá thôi. Thì bác nào muốn biết giá em này thì có thể tham khảo ở cuối video, em sẽ báo giá cho các bác nhá. Đây, tất cả sắt xi sàn sóng này. Sàn thì phẳng, không hề mối mọt, được 2010 cơ. Thật sự các bác tìm kiếm một dòng sản phẩm mà sàn xiếc này nó đẹp, không mối mọt như này thì thật sự rất là hiếm nhá. Tất cả từ sắt xi liền lạc này, không hề có hiện tượng gọi là bả hay là chắp kép lối gì hết nhá. Chắc chắn 100%. Đấy. Em này đó 2010 các bác nhá. Nó phải đẹp tầm 23-14 luôn. Chưa? Tất cả sàn xiếc là đẹp hết nhá. Thùng bệ này rất chắc chắn rồi. Alo, đây rồi. Đây, sàn này đã được lót sàn ni lông rồi các bác nhá. Đấy, tất cả này hai bên thành thùng này. Đấy, em này không phải bàn gì nhiều rồi. Cái dòng HD72 này các bác hay ưa mua về chạy lợn này, hoặc cần tại cần chiều cao là nhiều, cần chiều dài thùng nữa. Nên rất nhiều bác tìm kiếm dòng sản phẩm này nhá. Đấy, bác nào có thiện chí thì alo cho em. Và bác nào mà có thiện chí xuống xem xe thì có thể xuống trực tiếp salon nhà em tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên nhá. Tham khảo trực tiếp về xe cũng như là bàn bạc về giá cả. Và tất nhiên giá cả sẽ có thương lượng cho các bác nào thiện chí xuống xem xe. Còn bây giờ em sẽ báo giá cho các bác dòng sản phẩm này nhá. Thì em này là em HD72 được 2010. Tải trọng là 3 tấn. Điều hòa lót sàn đầy đủ, xe đẹp, không lỗi, không lâm va, máy móc nguyên nhá. Và em này đang có giá là 375 triệu. Các bác nào mà có thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.